Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Núi Sam tổ chức lễ khởi công láng nhựa tuyến đường bờ đông kênh xuất khẩu đứng tiểu dùng kênh tư và kênh 7 trên địa bàn phường. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tuyến đường bờ đông kênh xuất khẩu đứng tiểu dùng kênh tư và kênh 7 với chiều dài là 2.024m, ngang 3m, trọng tải 1,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng là 1,8 tỷ đồng do công ty liên doanh khai thác đá Antraco tài trợ. Dự kiến sau 2 tháng thi công, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trước đó, đường giao thông nội đồng kênh xuất khẩu đứng, tiểu dùng, kênh tư và kênh bảy được thi công xây dựng để phục vụ trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Đến nay, tuyến đường xuống cấp và bị hư hỏng nặng. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyển nông sản. Do đó, việc khởi công láng nhựa tuyến đường bờ đông kênh xuất khẩu đứng, tiểu dùng kênh tư và kênh 7 được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản một cách dễ dàng, tạo trục giao thông quan trọng, thông suốt, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân khu vực khóm Vĩnh Đông, Vĩnh Đông 1, Vĩnh Đông 2 và Vĩnh Phước 1. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường Châu Phú B lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự đại hội có bà Quỳnh Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Đảng ủy phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B đã chủ động sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá, bảy nhóm chỉ tiêu và ba nhiệm vụ trọng tâm. Các nội dung chương trình hoạt động đều được triển khai thực hiện đảm bảo nghị quyết đề ra. Từ thực tiễn phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, qua 5 năm đã xuất hiện 42 gương điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng. Đến nay, tổng số hội viên là 6.686, đạt 66,54%, sinh hoạt tại 211 tổ hội. Toàn phường có trên 86% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí 503 sạch. Nhiều mô hình thiết thực làm theo lời bác được cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng. Kết quả xuất hiện 12 tấm gương điển hình mô hình tiêu biểu như ống heo tiết kiệm, tổ hùng vốn, tổ tiết kiệm. Qua thực hiện mô hình đã tiết kiệm trên 595 triệu đồng, giúp cho chị em có vốn để kinh doanh mua bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình. Hội cũng đã tranh thủ từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố và Ngân hàng Nông nghiệp đã giúp cho 689 lượt hộ dây với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. 100% hộ gia đình dây vốn phát quy hiệu quả đồng vốn dây. Hội đã phối hợp với trung tâm dạy nghề, mở 12 lớp dạy nghề cho 365 chị, giới thiệu việc làm cho 682 lượt phụ nữ ở các cơ sở sản xuất tại địa phương và các tỉnh. Dẫn động ủng hộ xây dựng nhà máy ấm tình thương cho phụ nữ nghèo được 183 triệu 750 nghìn đồng. Phối hợp trao 600 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 270 triệu đồng thành lập 8 tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Đến nay có 5.589 hội viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt 84%. Từ đó đã giúp cho 22 hộ hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều từ 0,2% năm 2015 xuống còn 0,14% năm 2020. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 18 đồng chí vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường tặng giấy khen cho hai tập thể 8 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2021, ban chỉ huy quân sự phường núi sam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17 cho 140 nam thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn phường. Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 năm 2021, có 100% nam thanh niên trong độ tuổi đã đến ban chỉ huy quân sự phường đăng ký. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa chính trị, đúng theo quy trình, đúng đối tượng, từ phát lệnh đăng ký tuổi 17 đến việc đối chiếu hồ sơ, sổ hộ khẩu, kết hợp với kiểm tra sơ bộ sức khỏe cho các thanh niên. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam thanh niên trong độ tuổi đã góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời nhằm quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn phường trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2021, nông dân các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã thu hoạch lúa đông xuân 2020-2021 được 1.883,06 hecta, đạt 29,06% diện tích xuống giống, năng suất trung bình đạt 7,75 tấn trên 1 hecta, diện tích còn lại đang ở giai đoạn trổ chính, lúa đang phát triển tốt. Dù lúa đông xuân năm nay do ít sâu bệnh và nhờ tăng cường đẩy mạnh cơ giới hóa và tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, lúa cũng ít bị đổ ngã. Đồng thời trời nắng, không có mưa trái mùa nên bà con cũng thuận lợi thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp và hạn chế được tối đa hao hộp, thất thoát lúa trong quá trình thu hoạch. Qua đó đã góp phần giúp cho bà con nông dân giảm được chi phí tăng năng suất, chất lượng lúa gạo và tạo nên vụ mùa bội thu. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 năm 2021, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm một người chết, một người bị thương. Các lực lượng chức năng công an tỉnh An Giang đã tổ chức 243 cuộc tuần tra kiểm soát. Tổng số phương tiện dừng kiểm tra là 741 trường hợp, trong đó có 107 ô tô. Qua tuần tra phát hiện vi phạm 530 trường hợp, vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Trong đó đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện là 66 số trường hợp. Ra quyết định xử phạt 744 trường hợp, trong đó có 54 ô tô, tạm giữ 191 phương tiện, có 2 ô tô tước 64 giấy phép lái xe, có 15 ô tô phạt cảnh cáo 3 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.